cây chuột. Quyết định á, là quyết đoán á, như cái cũ á, rồi làm tiếp, làm đi. Ừ, làm đó, làm đó. Ê, mang dài lên giường luôn, chơi là vậy. Ừ. Nhanh lên, nhanh lên. Đó. Rồi. Giết tao đi. Chơi ha, mày chơi, chơi, chơi. Con muốn làm cái mày nhá. Quay cảnh bị giật giật giật. Bò lại với chó. Vậy là đó ghi chứ. Cái nào bò cái nào vừa đập cái môi vô nè. Nó cắn á, nó cắn á. Con này dữ lắm. Nè, cắn nè. Bóp. Nè, rồi. Phải đó nè. Vừa cắn ra là bóp. Bóp. Không vừa cắn. Nó cắn dạ. Chỗ xế nè, vụt xuống. Bên trái nè ba. Bên trái không? Ông bên trái có bóp rồi. Rồi dán tóc lên nè, nha, dán tóc lên. Thấy bên đây, nè. Thấy bên đây mình hơn cái lá rồi. Dán không? Dán đúng à? Ra. Ha. Đó, rồi, rồi tới tiếp nè. Dạ. Nhúc thú á, ha. Rồi làm luôn. Xé áo xé quần luôn. Cắt. Cắt. Mày quần luôn. Nhiều quá luôn rồi. Hôn lại, tại vì nó cắn không có được hôn luôn hả? Chưa đụng vô luôn, quay cái đèn nó sao? Thấy là cái lúc mà cái áo mà tính hôn luôn là con đã cắn rồi. Ừ, thì nó cắn rồi, cắn trước rồi. Bây giờ nha. Nó đụng lại đi vô. Quay kêu có bà mà, có bà tôi đang có đầu nào rồi đừng bày nữa. Rồi, thấy không? Nó cắn ra nè. Rồi, để con gặp ta lại là con đang bị sâu xé nè. Đó, rồi nè. Ấn xuống một cái nữa. Ấn xuống. Rồi, xong rồi đó. Vậy rồi. Rồi, nè, phá, con nằm lên. Rồi, nằm lên. Con đạp nó ra. Ấn hơi cao cái phần này con mới phần được đóng lại. Vậy đúng không? Không, vẫn còn nhưng mà không. Cao nhập cái này lên cho nó đạp ra. Người cao luôn á. Người cao đó. Người cao. Sau khi hấp xuống được con người cao lên. Đúng rồi, đúng rồi. Dễ chết là gì nè. Sao ông vậy, cái con này thấp xuống cái này, dùng cung giò đạp được rồi. Đúng rồi. Anh ngồi xuống chút cho dở đầu gối rồi, rồi, mới đạp ra được. Ngồi xuống chứ ở tuốt trên đây dở lên cái thấm đầu lại trên luôn á. Nè, hôm nay không có, hôm tay vậy lại đi. Cái lúc này mình sẽ chì lại cái này. À này rút lên là đạp thế được rồi. Đạp nhớ quanh hết nha chị. Ôm xuống đây nè. Rồi đạp. Ừ, đang ôm ra ngay xuống này, lúc mình chỉ từ từ đứng đây nè. Đúng rồi. Đạp nhớ quanh hết nha. Một hit một thôi. Chạm dữ ơi. Vậy là tạm sao bạn. Cút lên đi. Tứ tức tèo. Hỏi gì? Hả? Mới đôn lên. Hả? Phải hả không? Ông. Không, tứ tèo đi. Không, lúc này con nhận nè, con nhận nó nè. Đây là bà vú, bà làm nhà. Trời chết. Không có nói gì hết. Nó chạy luôn. Hôm nay con về nha, con về. Mở cửa chạy, bỏ chạy luôn. Về đây, mới đứng đây. Hay quá. Hay quá. Thế
Tiếp luôn. Rồi diễn quá. Rồi tiếp luôn, cái tàu luôn. Diễn luôn. Cái gì? Nhanh lên. Mình cứ nói lên. Em nói rồi. Rồi. Cứ làm anh xúc tóc em. Chúc tóc chỉnh chỉnh lên đi. Không có sốt, không có sốt, đừng có lo. Người nào báo mà nó thấy mà đừng có lo. Con đừng có quan tâm cái tóc không có diễn lắm á. Bây giờ xúc tiếp đi, từ đó cậu nói luôn. Rồi tới cái gì? Rồi, không phải gì mới là bao nhiêu đúng không? À, không. Chưa con ơi. Tâm đứng lên. Tiền đâu? Tiền đâu? Ngồi đâu? Tiền đâu? Tiền đâu? Tiền đâu mà mới nhanh lên? Dạ. À, tiền đâu? Nào. Tiền đâu? Tiền. Đủ chưa? Đủ rồi, nhanh lên tao còn về nữa. Làm đúng, ông tiền vô, đúng rồi. Cười. Tóc rồi. Rồi đi tiếp đi. Thì chỉnh lại đi rồi làm lại. Không chỉnh đâu, đừng có cãi, làm đi. Đi đâu, giết. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Cứ diễn đại cái đoạn đi, rồi là ở đâu? Xuống nữa. Đâu? Xuống đâu? Rồi là ở đâu? Tới chân luôn rồi, cái đoạn bay giảm. Xuống luôn. Được không? Rồi, cái dưới này ra đánh còn. Bây giờ nè. Chưa có. Đang lướt cái tọt luôn. Chết rồi, nước áo mà lấy gì diễn giờ. Nước áo không có diễn giờ. Diễn xuống mà nó không xuống. Diễn cái này dở quá, phải nương chút xíu. Đúng, con đã nương rồi đó. Dạt xuống này mà nó không xuống. Thôi đừng có cãi. Tôi nói thật để yên, tôi nói tiếp rồi nghe làm. Rồi, thấy chỉ không lại không chịu. Hồi nãy chưa có cái nhấn là phá trình. Chưa có cái nhấn đó mà đã phung rồi. Thiếu một lọt cắn môi. Thiếu cái chỗ cắn môi nữa. Không nó nữa. Con dĩ con quên hết à. Trời ơi. Subscribe vào YouTube này. Nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok. Nhớ.